Thanh Hà là một huyện đồng bằng nằm ở phía đông của tỉnh Hải Dương, thuộc đồng bằng sông Hồng với diện tích tự nhiên vào khoảng 159,1 km2, cùng dân số được thống kê vào năm 2016 là 254.000 người. Mảnh đất Thanh Hà có lịch sử phát triển lâu đời. Căn cứ vào tài liệu khảo cổ thì từ xa xưa, nơi đây là biển cá mênh mông, trải qua hàng vạn năm được phù sa sông Thái Bình và sông Kinh Thầy bồi đắp, đã thành đồng bãi phù sa châu thổ. Những cư dân Thanh Hà đầu tiên đã đến đây khai phá vùng đầm lầy, bãi lau bờ sú thành đồng ruộng tốt tươi. Trải qua quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước cùng dân tộc, nhân dân lao động đã tạo dựng lên mảnh đất giàu đẹp như ngày hôm nay. Nếu được hỏi quê hương của người Thanh Hà, chúng tôi sẽ tự hào nói rằng tôi sinh ra ở vùng đất vải. Thật vậy, từ xưa, vải thiều đã trở thành một phần không thể thiếu của người dân nơi đây. Đối với chúng tôi, đó không chỉ là những cây vải đem đến vật chất, nó là món quà tinh thần quý giá mà cha ông đã để lại. Hãy cùng theo nét vẽ của tôi để xem lại câu chuyện của vải thiều đã trở thành nét đẹp đặc trưng của miền quê Thanh Hà như thế nào. Vải thiều Thanh Hà xuất hiện vào đầu thế kỷ 20, được trồng đầu tiên bởi cụ Hoàng Văn Cơm. Cụ Hoàng Văn Cơm tên thật là Hoàng Phúc Thành, quê ở thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Được nghe kể rằng, bởi lẽ cụ đem được giống vải thiều về quê nhà, cũng là đem cơm gạo về cho dân làng, nên mọi người gọi cụ là cụ Cơm. Trong những năm cuối của thế kỷ 19 hoặc đầu thế kỷ 20, cụ tạm xa quê hương, tới Hải Phòng làm phu khuân vác ở cảng. Lần nọ, trong một quán ăn, cụ tình cờ gặp mấy ông lái buôn người Trung Quốc, quê ở Thiều Châu. Họ có một loại quả rất lạ, vỏ mỏng, cùi lại dày, mọng nước. Đó chính là quả vải. Khi rời đi, họ để lại hạt. Cụ Cơm thấy vậy, nảy ra ý hay. Cụ đem 6 hạt vải về quê hương Thanh Hà để ươm giống, ngày ngày chăm sóc cẩn thận, nhưng chỉ lên được 3 cây. Một ngày nắng nọ, cụ bà ra vườn làm cỏ, sơ ý làm gãy mất 2 cây con, chỉ còn lại 1 cây. Đó chính là cây vải tổ của đất Thanh Hà, cũng là cây vải lâu năm nhất Việt Nam. Cây vải lớn lên xanh tốt, cho ra thứ quả vừa đẹp mã, lại ngọt và thơm. Cụ Cơm thu hoạch quả chín thắp hương tổ tiên, lại đem một phần cho hàng xóm láng giềng ăn thử. Ai cũng tâm tắc ngợi khen. Thấy vậy, cụ bèn chiết cành đem cho dân làng. Nhờ thế, giống vải thiều dần lan ra, ban đầu ở xã Thanh Sơn, sau đó là cả huyện Thanh Hà. Số cây vải và vườn vải ngày càng nhiều thêm. Cây vải trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của nhân dân Thanh Hà. Qua những nét vẽ đã phần nào gửi gắm tới các bạn câu chuyện về nguồn gốc vải thiều Thanh Hà. Vậy chúng ta hãy cùng xem qua đoạn video sau để hiểu hơn về quả vải nơi đây nhé. Ngày nay, vải thiều được nhân giống sang một số địa phương trên cả nước như Lục Ngạn ở Bắc Giang, Chí Linh ở Hải Dương, nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là vải thiều Thanh Hà. Thời gian gần đây, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Hà cùng Sở Khoa học Công nghệ đã đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, được cấp nhiều giấy chứng nhận về thương hiệu và chất lượng quả vải, được trực tiếp Chủ tịch nước về thăm và chỉ đạo ngành nông nghiệp, tích cực quan tâm cũng như hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân để áp dụng rộng rãi mô hình trồng vải theo tiêu chuẩn Việt Gáp, giúp nâng cao chất lượng và sản lượng của quả vải. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng xem qua những thước phim về cuộc sống trên miền quê đất vải Thanh Hà.